U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở bán kết SEA Games 31. Sau trận ra quân và giành chiến thắng khá ấn tượng trước U23 Indonesia với tỷ số 3-0, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ chơi khá mờ nhạt, thậm chí bế tắc trước những đối thủ thiên về phòng ngự như Philippines, Myanmar nên bị cầm hòa hoặc chỉ giành được chiến thắng với tỷ số xít sao 1-0. Kết thúc vòng bảng, U23 Việt Nam có 3 trận thắng và 1 trận hòa, nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng. Tuy nhiên, bước vào vòng bán kết với U23 Malaysia, nhiều chuyên gia bóng đá nhận định lối chơi của U23 Việt Nam sẽ hoàn toàn khác so với vòng bảng. Lý do đầu tiên là, các cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam đã được dưỡng sức khi không phải ra sân thi đấu ở trận cuối vòng bảng. Việc có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn sẽ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam bung toàn bộ sức lực trong trận đấu loại trực tiếp với đối thủ. Lý do thứ hai để người hâm mộ đặt kỳ vọng về một sự khác biệt trong lối chơi của U23 Việt Nam ở vòng bán kết, chính là việc huấn luyện viên Park Hang-seo không còn phải lo giấu bài để tạo ra sự bất ngờ ở vòng bán kết. Sau vòng bảng, rõ ràng đối thủ của chúng ta vẫn chưa thể nắm được hết sức mạnh thật sự của U23 Việt Nam là như thế nào. Nếu đối thủ chủ quan, thiếu sự phòng bị, chắc chắn họ sẽ phải trả giá khi U23 Việt Nam bùng sức từ vòng đấu loại trở đi. Cuối cùng, xét một cách tổng thể, ở trận đấu với U23 Malaysia, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang hội đủ các yếu tố thiên thời, không phải sớm gặp U23 Thái Lan ở vòng bán kết. Địa lợi, sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà trên sân Việt Trì và nhân hòa, có thể lực tốt nhất cũng như sự ăn ý giữa các cầu thủ sau 4 trận vòng bảng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.